Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nhé Thì đợt này có một số bạn bắt đầu trở lại chơi ấy Thì các bạn hay nhắn tin hỏi mình bây giờ chơi kiểu gì Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tổng qua lại tổng hợp cho các bạn cách một số cái cách chơi nó tối ưu nhất mà nó không ảnh hưởng bởi những cái meta nó thay đổi quá nhiều Các bạn cần để ý là khi mà các bạn chơi hết thì các bạn sẽ có ba tuần, có 3 tuần sự kiện server thì ở phần mô tả của mình thì đã có series từ series nạp siêu nhiều cho đến series um, nạp ít thì uh, đối với cái series Luffy ấy các bạn có thể chơi tương tự nhưng các bạn có thể đừng có chơi Luffy cũng được các bạn chơi Ino hoặc Mihawk hoặc là kích cũng được kích với Luffy thì nó tương đối tự nhau nói chung là um, các bạn chơi những cái con tướng ở cái danh sách mà mình hướng dẫn chọn tướng giai đoạn đầu ấy thì khá là ổn. Thì mình cũng đã qua một số tướng giai đoạn đầu các bạn có thể chơi giúp các bạn cải thiện nhanh thứ nhất là Ino này. Đấy, bên kỹ năng này Rồi bên này có Mihawk này Rồi tiếp theo là có Luffy và Kid này Bên này thì còn có thêm thằng nào nữa không nhỉ? Chắc vậy thôi, bên này chắc cũng Mihawk thôi Bên này thì có Luffy và Kid Thì Kid thì Luffy thì nó như nhau Rồi sau này khoảng lên 60 ngày ấy, Thì các bạn chuyển dần qua một con tướng nào đó ra Yamato hoặc cả Gap nha các bạn Thì mình vẫn ưu muốn các bạn chơi gáp Nói chung là lúc đó thì tùy sở thích nhé còn mà nếu mà các bạn giai đoạn đầu mà các bạn chơi, các bạn chơi thẳng cái hệ uh, những cái hệ này thì các bạn sẽ bị uh, yếu hơn một chút nhưng cũng tùy các bạn nhé. Uh, để tải cái game này thì mình cũng đã sửa phần mô tả rồi Các bạn có thể xem cái tên game cũng như là cái link tải của Android có hết Thì vấn đề tuần đầu tiên ấy Thì có một điều mà các bạn hay thắc mắc là có nên quay cái sự kiện Robin này không thì vẫn phải quay nha các bạn Tại sao các bạn quay sự kiện nô pin Bởi vì thứ nhất tuần đầu tiên các bạn sẽ quay độ pin Nó sẽ cho các bạn một lối lượng uh, trang bị Nghĩa là nó sẽ cho các bạn cái trang bị để các bạn chơi Ví dụ như các bạn mà quay đủ 30 lượt này uh, Quay đủ 100 lượt này Thì các bạn chắc chắn sẽ có được 1,5 cái đồ Các bạn sẽ có 1,5 đồ nhé Thứ nhất là từ đây này Thứ hai là uh, Từ những cái mảnh này nữa thì sau khi bạn các bạn quay hai mùa ấy các bạn sẽ có được khoảng ba cái trang bị này rồi chưa kể mấy cái sự kiện đầu mùa có có rương tự chọn nữa thì các bạn sẽ kiếm được từ 3 đến 4 cái rương trang bị và giai đoạn đầu mà các bạn dồn vào một con tướng chính ấy những con tướng chính lúc nãy mình nói ấy các bạn chỉ cần chơi một con tướng chính thôi giúp mình nhé còn lại là những cái đồ hình cave hỗ trợ thì cave hỗ trợ là thứ nhất là có ivan này, Bức nộ này tiếp theo là có râu thắng này Râu trắng này cũng bút nộ này Râu trắng thì các bạn có thể nghiền với cái mảnh Mấy con tướng mà các bạn không chơi Các bạn à, lấy ở chỗ cửa hàng này nhé Ở chợ rồi cửa hàng này Chỗ này Đấy thì một số cái góc nhìn cho các bạn Nói chung là các bạn Thứ nhất là các bạn vẫn nên xem Cái cái hướng dẫn tất bằng tật đấy Thì trong quá trình vừa chơi các bạn có thể vừa xem Hoặc là các bạn xem theo cái series uh, Của mình ấy Thì lúc đó các bạn biết là Từng ngày từng ngày cần phải lên gì thì đợt này có sự thay đổi là thứ nhất là mùa 3. Mùa 3 là sẽ có ngày xưa đấy mùa 3 thì mọi người sẽ quay uh, Marco bởi vì mùa mùa 3 nó nó ra cái sự kiện của Marco mùa 2 ấy, tuần 2, xin lỗi là tuần 2 nó đã ra Marco rồi. Thì uh, các bạn cũng không nên quay Marco nha các bạn. Bởi vì uh, thật ra là các bạn có thể uh, chơi tạm với con tướng phụ đi rồi các bạn tích một số lượng kim nguyên ở uh, một số lượng uh, tái ngọc nào đó để các bạn uh, lấy mấy điều và viver cả bởi vì đợt này thì điều viver cả khá là ngon nên mình cũng khuyến khích các bạn là nên uh, tích một chút tái uh, vàng để chơi mấy cái sự kiện này thì mình cũng đã có video thưởng ấy tất cả mọi sự kiện ra thì mình đều up clip lên cho các bạn một cách sớm nhất thì các bạn có thể đăng ký theo dõi mình để cập nhật cho phù hợp với cái meta các bạn chơi hiện tại thì anh em Việt Nam chơi khá là nhiều mỗi ngày thì sẽ ra một server đợt này thì kể cả cái game Android nó cũng đã lên được iOS rồi cũng truyền thông lại rồi các bạn ạ thì mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và duy trì cái trò chơi này thêm mấy năm nữa <laughs> để chúng ta có thể trải nghiệm được hết cái sức mạnh của trò chơi này thật sự là mình cũng rất là mong muốn cái trò chơi nó phát triển lên này thứ nhất là mình có nội dung mình làm nói chung là mình với các bạn cũng đi với nhau một chặng đường mà mình cũng không muốn là từ bỏ một cái chặng đường đó ít nhất chúng ta cũng đã cùng với nhau à, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau ít nhất cũng phải 4 tháng rồi các bạn mà chơi server mới thì cứ tự tin đi anh em Việt Nam chơi rất nhiều và các bạn có thể tham gia vào cái cộng đồng của mình ở phần mô tả cái cộng đồng đó thì nó sẽ duy trì vĩnh viễn nhưng là mình sẽ không đổi tên gì đâu mình sẽ để đó để cho các bạn Ừ, chơi game đến lúc nào mà game nó không còn nữa Thì để cho các bạn lưu giữ kỷ niệm Nói chung là Để đôi lúc các bạn mà buồn chán Các bạn có thể quay lại rồi chơi cùng với mọi người không sao Các bạn chơi 2-3 tháng Các bạn có thể chán Nhưng các bạn 6 tháng sau các bạn lại nhớ <laughs> Tái nghiền chẳng hạn đúng không Nói chung là cái Mấy cái trò này chơi hồi thì chán Nhưng mà chơi nhiều thì nó lại nghiện Rồi lại chán rồi lại quay lại nghiện Thì lúc đó chúng ta vẫn còn có cái cộng đồng chúng ta có thể là hỏi rồi trao đổi rồi mua bán thì bạn nào mà có ý định mà mua bán hoặc trao đổi nick thì vẫn có thể liên hệ với mình hoặc là mình hiện tại cũng thừa mấy ác cao mà nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì mình sẽ liên hệ rồi nhắn tin chủ nick rồi xem người ta có bán không còn mà bán thì mình sẽ kết nối lại cho các bạn đấy thì các bạn link facebook của mình thì cũng ở phần mô tả nha các bạn Nói chung là trò chơi này mình nói thật là rất là đáng chơi Thứ nhất là nó chơi rất là hay Chơi hay cực kỳ luôn Thứ nhất là tướng nó nhiều này Nó nó đánh với nước ngoài và các bạn cài chay ấy Có thể đánh được các bot các kiểu rất là tốt Nên các bạn yên tâm Hầu như là anh em Việt Nam ở ở, ở trò chơi này khá là đoàn kết Khá là giúp đỡ nhau nên các bạn cứ yên tâm mà chơi nhé Thì các bạn mà thấy mà mình cũng muốn là nếu mà các bạn thấy thì cho mình xin một like để cho nó lên đề xuất để đề xuất ra những cái người khác để giới thiệu cái trò chơi cũng như lan tỏa trò chơi nó tốt hơn à, để mình nhớ là còn cái gì lưu ý nhá các bạn nhớ cho mình những cái vấn đề đó nhé thứ nhất là meta thì giai đoạn theo ngày 1, ngày 2, ở à, tuần 1, tuần 2 vẫn là meta trang bị meta trang bị là sao meta trang bị là trang bị đồ đạc như thế này thì các bạn kiếm nếu mà giai đoạn đầu mà các bạn có cái vũ khí hoặc cái nón ấy thì việc các bạn trải nghiệm cái trò chơi nó rất là nhanh nhưng mà nếu mà các bạn mà không đủ được nhân phẩm đấy thì các bạn cũng cứ chơi đi rồi dần thì nó cũng sẽ có thôi ví dụ như các bạn chơi rồi trang bị nó đến từ rất nhiều nguồn mà nó có thể đến từ nguồn ở ở đâu nhỉ ở ở tạo này đúng không giai đoạn đầu các bạn kiếm ở đây cũng ra mảnh ấy ra một số cái trang bị cái này này kiếm cái này này thì bởi vì tại sao mình có kinh nghiệm thế bởi vì mình cũng chơi bản dragon ấy thì bản dragon mình cũng chơi cái series lại từ đầu thì mình cũng cảm nhận được rằng việc mà chúng ta quay robin ấy thì nó thứ nhất là nó đem lại hiệu quả cho vấn đề các bạn là khi 2 tuần thì các bạn sẽ hai tuần tuần thứ nhất các bạn quay mắt tuần thứ hai các bạn quay mắt thì các bạn sẽ có một con pet này các bạn để ý nhé con pet này thì các bạn lựa chọn theo cái hệ của mình nhé mình chơi sức mạnh thì mình chơi chọn sức mạnh mà mình chơi kỹ năng kỹ năng à, mỗi 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 hệ mỗi hệ thì sẽ có một cái tướng một à, sẽ có một cái pet dam và một pet thủ nhé các bạn để ý chọn giúp mình ví dụ như hệ sức mạnh này đây là pet dam pet dam này pet dam là có 9 k tấn công này chín trăm chín k chín ấy chín trăm bốn mươi còn mà pet thủ của sức mạnh là đây Tấn công nó chỉ còn 4.260 Đấy cho các bạn cảm nhận Và các bạn lựa chọn cho cẩn thận giúp mình nhé ờ, Cái cái vấn đề mà roi ác để chơi ấy, thì cũng được Ví dụ như có cái sự kiện mà pet ấy Thường thì qua tuần, sắp 2 tuần thì sẽ có một sự kiện quay uh, Roi để kiếm pet, pet vàng chỉ không phải phải đỏ nhé thì các bạn cũng có thể là chơi theo kiểu đó cũng được nó sẽ giảm tải áp lực cho các bạn chơi clear map khá là tốt giai đoạn đầu đấy thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi đợt này mình thấy một số bạn đăng ký mình lại thì mình cũng rất cảm ơn các bạn nhé à, mong rằng chúng ta sẽ duy trì và phát triển trò chơi này lan tỏa hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo các bạn thấy hay thì cho mình xin một đăng ký cũng như một like nhé các bạn xin chào